mình biết rồi, công nhận trò đó vui thiệt đó. Minchi à, chúng ta ăn bánh gạo cay không? Ý kiến đó rất hay. Chanu Minchi, các bạn đang đi đâu vậy? Chút nữa phải đi học thêm nên bây giờ tụi mình muốn đi ăn bánh gạo cay đó. Muốn đi chơi điện tử với mình không? Khu trò chơi điện tử ở đằng kia kìa, vừa có trò chơi mới vui lắm á. Bạn đi đi, mình không có tiền để chơi đâu. À, có phải trò Burger Burger không? Trò đó vui lắm luôn á. Bạn chơi trò đó rồi hả? À, mình đã chơi một lần rồi. Mình nghĩ là bạn sẽ thích nó. Bạn có muốn chơi thử không, Shadu? Nếu thích thì chúng ta chơi dài dán đi. Cũng được, nếu bạn thích thì chúng ta cùng chơi. Nghiện chơi điện tử. À, trò Burger Burger. Minchi à, bạn muốn cùng đội với mình không? Mình muốn cùng đội với Shadow à. Được thôi, vì mình thật sự cũng không. Không có vui, chỉ thấy đau tay thôi à. Hay là mình thử chơi trò này xem sao. À, thua rồi. À, tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Hai đứa mình cũng vậy, nhưng mà không biết Shadu chơi xong chưa nữa. Chạy nhanh lên đi. Hay lắm. Chạy nhanh lên. Lên nhanh lên. Shadu à, bạn đã chơi xong chưa? Tụi mình còn phải đi học thêm nữa đó. Một chút xíu nữa thôi là mình thắng rồi. Mình thấy Shadu mê quá rồi. Chúng ta phải đi thôi, nếu không trễ giờ đó. Đúng rồi đó. Don Don à, bạn hãy đi học thêm đi. Còn bạn Minchi à, đi trước đi. Mình chơi một ván nữa sẽ tới liền ha. Cái gì, bạn chơi nữa hả? À, bởi vì trò này hay hơn là mình nghĩ. Mình chơi thêm một ván nữa thôi. Xin lỗi nha, xin lỗi. Thôi vậy thôi được rồi, khi nào về nhà mình sẽ gọi cho bạn. Được rồi, hẹn gặp bạn sau nha. Chơi một ván nữa thôi. Lớn. Không biết mình đã học bao lâu nữa, mệt thiệt á. Thôi mình đói bụng quá. Châu Gia Du, không được nghi vậy đó. Mình sắp giành chiến thắng và lấy được cúp vàng rồi. Cũng là do mình đã cố gắng hết sức. Đi đây, của chị mà. Của đây. Nó là của chị. Đi đây. Đừng tự đi. Hãy ra ngoài giải quyết. Cha đù ơi, chị Mimi muốn lấy tiền của em kìa. Chị hãy lấy chị ấy đi. Chị nhìn thấy nó ở trên sàn nhà trước mà. Đưa đây cho chị. Em đang bỏ vào ống heo thì tự nhiên nó bị rớt ra chứ bộ. Chuyện bỏ ống heo. Em trai à, chị chỉ lấy 50 won thôi. Chị thật sự xin lỗi. Ôi trời đất ơi, nếu nó không có ở nhà con thì nó ở đâu được chứ. Cô đã tìm Shadu ở khắp mọi nơi rồi nhưng mà không thấy. Chị không biết là bác đã tới tìm Shadu ở chỗ đó chưa? Chỗ đó là chỗ nào? Nhanh lên nào, nhanh lên nữa đi. Đúng rồi đó. Nhanh lên nữa đi. Tốt lắm. Nhanh lên nữa đi. Bộ con bị mất trí rồi đi. Sao hả? Nhanh lên nữa. Sao con dám bỏ đi học thêm và còn lấy tiền của em đi chơi cái trò vô bổ đó nữa hả? Shadu à, mẹ bạn giận lắm hả? Cũng vì mẹ bạn lo quá nên mình phải nói ra chỗ đó thôi. Vậy thì Shadu à, chút nữa sau khi học xong tụi mình sẽ đi ăn bánh gạo cay nha. Mình sẽ đãi bạn. Thiệt hả? Minchi à, bạn có thể cho mình mượn tiền có được không? Thay vì đi ăn món bánh gạo cay. Hả? Yeah, tối hôm qua mình gần giành được cúp vàng rồi. Lúc đó chỉ cần chơi dài dán nữa thôi. Không ngờ mẹ của mình lại tới lôi mình về. Shadu à, bạn bị sao vậy?
Bạn khiến mẹ bạn giận như vậy chưa đủ hay sao chứ? Mình chỉ cần chơi 3 gián nữa thôi à. À không, 2 gián nữa à. Tất cả cũng lỗi tại mình đã dẫn bạn đi chơi điện tử. Lẽ ra chúng ta nên đi ăn bánh gạo cay thì sẽ không sao rồi. Ninja à, bạn không cần phải hối hận đâu. Chỉ cần cho mình mượn tiền thôi. Cái gì chứ? Bạn đừng có mơ, còn lâu mới cho bạn mượn tiền á. Không cho mình mượn thiệt sao? Mình đã nói là chỉ chơi vài gián nữa thôi mà. Vậy mà bạn không chịu giúp mình. Bạn bè vậy mà được sao hả? Vậy thì mình không thèm nữa đâu. Nè, Chandu à, bạn đi đâu nhở? Mặc kệ mình đi. Chandu à. Một chai thì sẽ bán được 10 won. Vậy thì 10 chai sẽ bán được 1 gián. 20 chai thì được 2 gián. 30 chai thì được 3 gián. Nè Chandu, bạn đang làm gì ở đây vậy hả Chandu? Sơn Hun à. Chandu, mặt bạn bị sao vậy? Bạn bới rác nhà mình làm gì vậy? Rác nhà Sơn Hun hả? Ôi trời đất ơi, mình đang làm cái gì vậy chứ? Chandu à, mày làm cái gì vậy chứ? Đúng thật là ngốc mà. Chỉ một chén nữa thôi. Mình bị cái gì vậy? Không được. Có ai ở nhà không? Dạ anh muốn tìm ai? Chuyện là như vậy. Có cô bé này đi đến đồn cảnh sát và yêu cầu chúng tôi trói cô bé lại đó. Cái gì? Trời Chandu, dạo này con bị làm sao vậy? Cô bé không bị làm sao hết. Cô bé nói hãy trói cô bé vào cột, bởi vì không thể dừng chơi các trò chơi điện tử được. Sao cái gì chứ? Trời Chandu, sao con không chịu nghe lời của mẹ hả? Con sẽ biết tay mẹ. Mau lại đây. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, nhanh lên. Tôi mong hai ông bà hãy bình tĩnh lại. Đây là do quá nghiện trò chơi điện tử nên bị mất tự chủ thôi. Tôi biết một nơi có thể giúp cô bé. Chúng ta nên đưa cô bé đến đó. Ba mẹ ơi, hãy mau đưa con tới đó đi. Con muốn hết bị nghiện chơi điện tử. Nó sẽ làm tiêu tan đời của con mất. Ôi trời ơi, hy vọng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng mà không biết nơi đó có thể giúp được Chandu hay không vậy? Đưa con tới, con không muốn mình bị như vậy nữa đâu. Con biết mình đang nói cái gì hay không hả? Chào mừng đến trại rèn luyện. Được rèn luyện ở đây các em sẽ trở nên khỏe mạnh và sức chịu đựng cũng dẻo dai hơn. Các em hiểu chưa? Dạ. Tốt lắm, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Các em sẵn sàng chưa hả? Dạ, tụi em đã sẵn sàng rồi. Kỳ lạ thiệt đó. Rõ ràng mình vừa thấy cái gì đó. Tiếp theo, vượt chướng ngại. Đây là bài rèn luyện khó nhất. Các em cần phải vượt qua các chướng ngại vật. Nào, nhóm thứ nhất hãy chuẩn bị tất cả vào vị trí. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát. Cái gì vậy? Sao hắn lại ở đây chứ? Người muốn thách thức ta có đúng không? Được rồi, vậy thì hãy xem đi. Ôi trời ơi. Nhanh lên một chút nữa. Nhanh lên một chút nữa thôi. Chandu ơi, em có sao không? Rõ ràng hắn ta mới ở đây mà. Nè Chandu, em nói ai vậy hả? Không có ở đây, vậy nghĩa là mình đã thắng rồi. Hả?
Ôi trời. Cha Đu à. Cha Đu à, nhìn con ổn hơn trước nhiều lắm rồi. Con đã hết nghiện trò chơi điện tử rồi chứ Cha Đu. Em Cha Đu đã hoàn thành các bài luyện tập một cách rất xuất sắc. Con cảm thấy rất vui vì con đã hết nghiện. Con gái à, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên con Ngân không nói nữa vậy? Hắn ở sau lưng ba mẹ kìa. Ôi trời ơi, mẹ có thấy gì đâu. Hắn ta kìa. Hắn ta trở lại, nhưng con thắng hắn rồi mà. Không thể như vậy được. Cha Đu à, em hãy bình tĩnh lại. Bắt buộc phải dùng phương pháp này chứ không còn cách nào khác. Dạo này bạn có gặp Cha Đu không? Không có. Nghe nói bạn ấy phải đến trại rèn luyện sức khỏe gì á. Không biết tới khi nào mới quay về. Chơi nữa. Mình muốn chơi nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng của mình. Về thôi Cha Đu à, chơi xong rồi có phải không? Dạ rồi thưa mẹ. Tuyệt lắm. Và từ đó mình không bao giờ chơi trò chơi điện tử nữa. Xin chào cả lớp, các em đã hoàn thành thời gian biểu hàng ngày của mình rồi có đúng không nè? Để cô xem thử nha. Lee Yoon Suk, Don Don. Ôi trời ơi, xem bài làm của Minji nè. Em trang trí bài tập đẹp quá à. Minji đúng là luôn biết cách để tạo ra những thứ đáng yêu. Ồ, cái này là gì? Trời Cha Đu, em có gì để giải thích với cô không? Cô đã nói là làm thời gian biểu mà em nộp cái gì cho cô vậy hả? Dạ thưa cô, mỗi ngày của chúng ta đều khác nhau, nên việc lập thời gian biểu không có ích gì đâu. Với lại trước giờ em chưa từng muốn lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Hình như là năm ngoái cô cũng đã nghe em nói câu này thì phải. Và năm ngoái cũng vì lý do này em bị điểm kém. Về nhà làm lại mai nộp cho cô, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Anh biết rồi. Cho Cha Đu, dậy đi học nhanh lên. Sao mình thấy uể oải quá vậy? Mì Mì, con đang làm cái gì vậy? Sao còn chưa dọn giường ngủ nữa? Hay chặt con không chịu dậy à? Trời ơi, trễ quá rồi, anh đi làm cho bà xã. Đáng làm thì về nhà sớm nó biết chưa? Quyển này nè, rồi quyển này nữa. Sách vở đã xong rồi. Cha Đu ơi, mình đi học thôi. Chờ một chút, mình ra liền. Chị Minji đến rồi kìa. Em chào chị. Chị Minji buổi sáng tốt lành. Hôm nay hai đứa có ngoan không? Đi học thôi Minji. Con không để quên gì chứ Cha Đu. Đúng rồi mẹ ha. Cho con tiền đi, ngày mai có hội trồng hoa nên hôm nay phải mua một cây mang tới. Sao năm nào cũng có hội trồng hoa hết vậy không biết? Đây nè, 1.500 won đủ chưa? Nhiều đó không đủ đâu mẹ ơi, ít nhất mẹ cũng phải cho con 2.000 won mới được. Tiền ở đâu ra mà cho 2.000 won hả? Con là học sinh nên người ta sẽ giảm giá cho con thôi. 1.500 won là đủ rồi con à. Nè, sao hả? Con lấy hay không? Trời Cha Đu, con đang làm cái gì vậy hả? Chạy mau lên. Trời Cha Đu,
Con đứng lại đây cho mẹ. Cha Đu nè, bạn định mua một cây hoa mắc tiền đến vậy á hả? Hả? Cửa hàng hoa bên này, sao bạn lại đi qua bên đó chi vậy? Cứ theo mình đi. Ôi trời mình với. Bây giờ mỗi lần xin tiền của mẹ khó khăn lắm. Cho nên mình sẽ giữ tiền và tìm một cây hoa khác. Bây giờ vẫn chưa lạnh lắm, đáng lẽ phải có nhiều hoa chứ. À, trên kia có một cây kìa. Chị tới đây. Thêm một chút nữa. Cha Đu à, bạn cẩn thận nha, trên đó nguy hiểm lắm. Thôi được rồi. Mình đã nói phải cẩn thận rồi mà. Nếu như thấy có dấu cộng và dấu nhân cùng xuất hiện, chúng ta phải làm phép nhân trước. Ví dụ như 6 x 4 trừ 8 cộng 5. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ làm phép nhân trước nè. Rồi sau đó thì trừ 5 cộng... Trời cha Đu, em lại ngủ gật nữa hả? Mau ra cuối lớp quỳ hết tiết cho cô. Chắc là do bạn ấy quá mệt đi mà. Ngày mai là hội trồng hoa làm đẹp cho nhà trường đó nha các em. Kế hoạch của chúng ta sẽ là dọn dẹp sạch sẽ lớp học. Sau đó chúng ta sẽ cùng mang hoa ra bồn cây ngoài sân để trồng. Yeah. Bạn đem hoa gì vậy? Hoa của bạn là gì? Chờ mình gió. Hoa này đẹp thiệt á. Mình cũng không biết tên đâu. Đẹp quá chị. Trời cha Đu, bạn đang làm gì với cây hoa heo đó vậy? Đang giúp cho nó sống lại chứ làm gì nữa. Chuyện lạ à nha, cha Đu mà cũng có lúc giật mình vì con sâu. Sao ai bạn dám làm vậy? Bạn mặc kệ họ đi cha Đu. Nếu hai bạn còn làm vậy nữa mình sẽ mét cô giáo đó. Cho mình xin lỗi, mình sẽ không làm vậy nữa đâu. Hai bạn thiệt là quá đáng. Để coi làm sao bắt được mình nha. Mình nhất định sẽ đuổi theo bạn tới cùng luôn. Cho nên khi mình còn bình tĩnh thì mau xuống đây. Có giỏi thì bạn lên đây nè. Trái đất tròn lắm nên kiểu gì chúng ta cũng gặp nhau thôi. Cái này là do bạn chọn đó nha. Ủa, mày nhất định phải sống thiệt tốt đó, biết chưa? Sao hai bạn ấy lại chạy như vậy hả? Hả? Bên đó lại xảy ra chuyện gì vậy? Hai bạn có vẻ hốt hoảng quá. Bạn may mắn nha. Đừng bỏ mình mà. Thiệt là hết nói nổi em mà. Sao suốt ngày em cứ bày chuyện như vậy hả? Sáng ngày mai là lễ hội, bồn hoa của các lớp sẽ được kiểm tra và chấm điểm. Nhưng mà bồn hoa của lớp chúng ta bây giờ phải làm sao? Tụi em xin lỗi cô và các bạn. Hai em về viết 50 lần bản kiểm điểm sáng mai nộp cho cô ạ. Và cô cũng sẽ báo cho phụ huynh các em biết luôn. Cái gì? Con chỉ mới đi học được có mấy ngày thôi đó cha Đu à. Nhưng tại sao con cứ gây phiền phức cho mẹ hoài vậy hả con? Giày của con đâu? Tại sao phải mua giày mới? Trả lời mau. Con bị mất giày mà.
Mình ơi, anh về rồi. Có chuyện gì em cứ từ từ nói với con. Sao cứ phải tức giận như vậy làm gì? Anh tránh ra. Ba xin lỗi con. Ba ơi. Mi sao? Con còn dám tái phạm nữa không hả? Đau quá mẹ ơi. Con không có làm mẹ. Không có đâu. Trời la phạt kiểm điểm cũng làm rồi, mình có nên mời phụ huynh của chơi Shadow không ta? Bây giờ mình phải làm sao với em ấy đây ta? Thật là khó xử quá. Chuyện gì vậy? Mình phải đi trồng quá. Chơi Shadow à? Cô giáo à, đây có phải là học sinh của cô không hả? Dạ đúng vậy. Có chuyện gì không bác? Cũng không có chuyện gì. Chỉ là sáng nay cô bé này tới sớm lắm. Mới 5 giờ mà đã năn nỉ tôi mở cửa cho rồi. Tôi không chịu thì cô bé cứ khóc lóc năn nỉ, nói là phải dọn dẹp lớp học gì đó. Tôi thật sự xin lỗi, làm phiền bác quá. Trời ơi, có gì đâu mà cô giáo phải xin lỗi tôi chứ. Tôi nói với cô là để cô đừng có lo lắng nữa. Mấy cái bàn bị hư đều đã sửa rồi. Còn bé thật là khiến tôi cảm thấy rất là áy náy. Thời này làm gì còn học sinh ngoan như vậy nữa chứ. Chưa đúng. Ây, trên cái lưng tôi. Là cô giáo, thôi con em mới tới. Ủa, Đô Đô nè, cậu đang làm gì á? Chắc là em ấy già dữ lắm nên sàn mới trơn đến vậy. Ê, bực ba con quá đi. Không biết là hôm nay ba con lại lặn ngụp ở đâu nữa rồi. Lặn gì vậy mẹ? Hồ bơi hả? Ba đi hồ bơi á mẹ. Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ ơi. Im lặng đi. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Mau tắt tivi đi ngủ cho mẹ. Ba mới là người đi về trễ, sao mẹ lại nổi giận với con? Còn hỏi nữa, hay là con muốn mẹ cho một trận thì mới hiểu tại sao mẹ nổi giận hả Shadow? Dạ thôi, con hiểu rồi. Tự nhiên chị chọc giận mẹ chị không biết nữa. Báo hại bây giờ em không xem tivi được nè. Mi Mi nè, chị rất vui vì em ở đây với chị á. Ơ, ý gì đây? Ý của chị là chị đang cần người để trốn giận. Đăng Ma, đừng có ồn ào nữa. Nhột quá à, nhột. Đi đâu vậy hả Kha? Không kèm trốn đâu. Trời hồng hồng mà nắng trong trong. Các cô ơi, mai về rồi nè. Anh nhỏ tiếng thuốc đi, hàng xóm thức dậy hết bây giờ. Ba về rồi. Ba gây rắc rối. Ôi trời ơi, con có chịu nổi không? Người của anh chỉ toàn là mùi rượu. Ba ơi. Trời ơi, các công chúa của bà, chắc là mấy đứa đang đợi bà về đúng không? Dạ. Vậy bà phải thử cho các con rồi. Để bà coi có cái gì không bà. Đây nè, đi mua cái gì ngon ngon ăn nha. Hai đứa thương ba như vậy, thử thêm cho con mực nè. Trời ơi, mấy đứa này thiệt là. Nhiệm vụ đã xong. Phần thân là của trời. Sao cái lời chị lại chia đề chứ? Chia cho em với. Bà xã ơi, anh có chuyện muốn nói. Tắm xong rồi nói. Người của anh toàn là mùi rượu không hả? Bà xã, anh nghĩ làm rồi. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng em đừng lo, anh vẫn còn trẻ mà. Lúc trước anh có nói với em rồi, chính sách của công ty không phù hợp với anh. Quan trọng là anh không tìm thấy được tương lai khi làm việc ở công ty. Anh sẽ cố gắng, em hãy tin anh nha. Bà xã ơi, anh nói là anh đã nghỉ làm rồi. Bà xã ơi, em làm sao vậy? Má sắp nhỏ ơi. Em đi đâu vậy? Đi nhà vệ sinh. Oh,
rồi không được ngủ ngon như vậy. Chị thật sự rất sảng khoái. Con nít con nôi mà nói chuyện cứ y như người lớn. Ba con vẫn chưa dậy nữa hả mẹ? Bộ hôm nay ba không đi làm sao? Đúng vậy, ba của con nói là không muốn đi làm nữa. Wow, ba đúng là sắp chết thiệt luôn. Mấy cái đứa thằng mau đi học đi, trễ bây giờ đó. Chị muốn được nhanh chóng trở thành người lớn. Người lớn sung sướng lắm, có thể coi tivi tới tận khuya. Nếu không thích thì cũng không cần phải đi làm. Trời ơi cha đâu, có lúc em thấy chị còn ngây thơ hơn cả con nít. Chị tưởng lúc nào người lớn cũng được làm điều họ muốn hả? Chị ơi, em nói đúng mà sao chị đánh em? Đừng mà, đừng đánh nữa. Đừng lại đó nha trời. Vẫn không đi làm sao? Đúng vậy. Công ty của ba được nghỉ hả ba? Đúng vậy. Thật hả? Các công ty khác đều được nghỉ sao? Đúng vậy. Sao hai đứa còn chưa chịu đi học nữa? Mẹ nghe con hỏi mà muốn phát mệt luôn rồi đây nè. Ba của con bị thất nghiệp rồi, không có đi làm gì hết á. Cho nên khi điền mẫu khai lý lịch của gia đình, các con phải ghi ở chỗ việc làm của ba con là thất nghiệp. Đã hiểu chưa? Mẹ nói có thiệt không ba? Thật đó. Chị ơi, chị không sao chứ? Sau này chúng ta phải làm sao đây? À, chị ơi, trường ở hướng này mà, chị đi đâu qua đó vậy? Nhanh lên! Các em, bây giờ chúng ta sẽ mở sách trang 78 nha. Bạn lạ lắm, suốt cả buổi sáng mà bạn không nói tiếng nào hết. Bộ có chuyện gì hả? Bạn làm ơn đừng có hỏi mình nữa. Bây giờ mình đang rất là buồn luôn á. Tạm biệt nha, ngày mai gặp. Ngày mai gặp lại. Mẹ nói ngay cả khi ba đi làm thì nhà mình vẫn rất là khó khăn. Bây giờ thì sẽ ra sao chứ? Có lẽ là mình sẽ không được mặc áo mới và giày mới nữa. Xong rồi, áo của con đây nè cha đu. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cái áo này đẹp quá đi à. Chuyện quần áo không nói, còn chuyện ăn uống của cả nhà nữa chứ. Đồ ăn đây, mọi người mau ăn đi. Đây là dưa cải muối mà. Mẹ thấy trong thùng rác nhà Minh Chi có rất nhiều, cho nên mẹ lấy về, các con có ăn thoải mái đi ha. Vào mùa đông thì thậm chí mình và Mimi còn phải nghỉ học nữa. Bạn sao vậy? Có chuyện gì nói mình nghe đi. Sao bạn lại đi theo mình vậy Minchi? Mình nói là muốn ở một mình rồi mà. Nhưng đây là đường duy nhất về nhà mình. Không đi đường này thì đi đường nào chứ? Nó cũng phải hơn. Đằng kia có phải là ba của bạn không? Ba làm gì ở đây vậy? Xấu hổ quá đi. Bạn đang nói gì vậy? Giờ này ba của mình đang đi làm mà sao có thể xuất hiện ở đây được? Chị chắc có lẽ mình nhìn lầm. Minchi nè, hôm nay tụi mình đổi đường này đi đi ha, được không? Nhưng đường này đâu có về nhà mình được đâu. Không sao đâu, bạn cứ đi theo mình là về được mà. Trời đu à, thật sự là bạn không có chuyện gì chứ? Hồi nãy sao mình lại làm vậy chứ? Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy nè? Dạ thưa mẹ, con về rồi. Con gái cưng của ba về rồi. Hôm nay ba có mua kem cho con đây nè. Đây là bánh kem cá. Ba nhớ cha đu của ba thích nhất là món này có đúng không? Nè con. Về thôi, bây giờ con không thích ăn nữa. Sao mình lại bỏ chạy chứ? Ý của mình đâu phải như vậy đâu. Cẩn thận đó. Tớ nè. Chú đang ngồi đó là ai vậy ta? Là ba.
Bạn bè đều đang ở đây, mình có nên giả bộ là không biết bao. Mà cũng thiệt là không biết bác bảo vệ đang làm cái gì nữa. Tại sao lại để cho một người say xỉn tự do vô trường như vậy? Ba làm gì ở đây vậy, xấu hổ quá đi. Không sao đâu, bạn cứ đi theo mình là về được thôi. Đây là bánh kem cá, ba nhớ là cha đu của ba thích nhất món này đúng không? Dạ thôi, bây giờ con không thích ăn nữa. Các bạn không cần lo, bây giờ mình sẽ đi kêu bác bảo vệ, chắc chắn bác ấy sẽ biết cách xử lý. Ai da? Ai vậy? Là mình đó, bạn ăn nói cho cẩn thận đi, người đàn ông đó chính là ba của mình. Chắc là đúng rồi. Cô ơi cô, người đó thật sự là ba của em. Có lẽ là ba em uống hơi nhiều rồi. Cô cho em xin nghỉ để đưa ba về được không cô? Tất nhiên là được. Cha Đu à, chắc là ba của em sẽ vui lắm đó. Dạ. Hồi lúc cô bằng tuổi của em bây giờ, cô rất xấu hổ vì mẹ cô bán hàng ở chợ, cho nên lúc nào cô cũng giả bộ là không quen biết ba mẹ. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, cô thấy mình có lỗi quá. Cô ơi, sao cô có thể làm như vậy được chứ? Là gì? Em nghĩ là cô nên đi gọi điện thoại cho ba mẹ liền đi. Đúng rồi đó. Xin lỗi con nha Cha Đu, ba chỉ muốn nhìn xem con gái ba ở trường như thế nào thôi. Ba thấy rất có lỗi vì từ lúc con đi học tới giờ ba chưa từng đến trường con lần nào, nhưng lại khiến con xấu hổ rồi. Con không hề thấy xấu hổ gì hết, ba là ba của con mà. Cha Đu à. Ba ơi. Công chúa của ba, mình đi ăn bánh gạo cây nha. Cần có bánh rán và bánh hấp. Tất nhiên rồi, còn có trứng, xúc xích và khoai lang nữa nè. Nhìn quen không? Ba là người tuyệt vời nhất trên đời. Wow, ngon quá đây. Lâu lắm rồi ba mới ăn lại món này á. Đang trong giờ học, con không ở trường mà ở nhà làm gì vậy hả Cha Đu? Dạ tại vì con. Được rồi, chuyện đó để sau hẳn nói. Ông xã à, anh mau chuẩn bị đi làm đi. Sếp của anh mới gọi điện nói cho em biết đó. Cái gì, sếp của anh hả? Ba ơi, vậy là ba vẫn chưa nghĩ gì có đúng không? À đúng vậy. Wow, ba thiệt là tuyệt vời. Con ăn no rồi, bây giờ con quay lại trường để học tiếp đây. Anh nghĩ gì về tương lai của mình hả? Anh thật sự muốn bỏ việc sao? Em nghe nói anh đã uống say rồi hành động vô lễ ngay trước mặt sếp, có đúng vậy không anh? Không phải đâu. Tại anh thấy ông ấy rất giống người bạn học chung lớp ngày xưa cho nên mới tới nói chuyện. Anh không có ý làm vậy mà. Ông xã, anh đi trong bộ trang quá vậy? Hãy dừng lại ngay. Nếu ngươi không chịu dừng lại ngay, bọn ta sẽ trừng trị ngươi. Khiên giang quái vật, ngươi sẽ hối tiếc. Chuẩn bị tia chớp vàng khai hỏa. Siêu nhân tia chớp Cha Đu, tia chớp vàng. Làm mấy cái trò giống y như là con nít xem phim trên TV là một chuyện, nhưng mà chị không thể nhầm lẫn với thực tế được. Đúng vậy, và đó là lý do em gọi công ty truyền hình Khóc Lóc và Giang Sinh họ hãy tha cho nhân vật trong phim truyền hình khi cô đó bị bệnh bạch cầu, đúng không hả? Là vì lúc đó em vẫn còn ngây thơ thôi chứ bộ. Quái vật hãy coi đây, lần này là chùm tia chớp siêu mạnh. Chị thôi đi, ngợp quá à. Chuyện gì vậy hả? Ôi trời đất ơi. Ôi không, không thể tin được chuyện này. Không lo lắng cho hai đứa con gái của mẹ sao? Trời Cha Đu, con thật sự không làm chuyện này. Tất cả cũng tại chị đã làm cho em nhột khi cố gắng trở thành siêu nhân tia chớp. Đó chính là lý do em làm bể chúng. Không phải mẹ đã nói khi chơi trong nhà phải cẩn thận rồi hay sao? Con phải muốn mẹ cho con một bài học nhớ đời hay không hả? Ta là người bảo vệ trái đất, không kẻ xấu nào có thể làm hại được ta.
Chó cha đâu? Vấn đề là mẹ lúc nào cũng thích dùng bạo lực thay vì quái là lời nói. Quái vật xuất hiện, quái vật thủy đậu, quái vật dâu tây và quái vật nút áo. Các ngươi hãy nghe đây, trái đất không phải dành cho các ngươi. Bọn ta là siêu nhân tia chớp sẽ bảo vệ trái đất. Tia chớp điện, lũ quái vật hãy mau biến đi. Tại sao tụi mình luôn luôn phải làm những con quái vật vậy hả? Tụi mình cũng muốn làm những siêu nhân tia chớp. Bạn nói gì vậy? Các bạn bắt buộc phải làm những con quái vật. Chỉ có tụi mình mới là siêu nhân tia chớp thôi, có hiểu chưa? Hãy mau dừng lại đi. Mình mới chính là thủ lĩnh của siêu nhân tia chớp, siêu nhân đỏ. Bạn nói gì chứ? Mình đây mới chính là thủ lĩnh siêu nhân đỏ nè. Nhưng siêu nhân đỏ đâu có mập giống như bạn đâu. Cái đó thì... Các bạn à, là mình có đúng không? Đan ghi à, đúng vậy chứ? Đúng rồi. Đó chính là lý do tại sao mình lại là siêu nhân đỏ. Chính là mình. Và bây giờ mình sẽ thành lập đội siêu nhân tia chớp. Màu vàng là Minji. Xanh dương là Danji. Có thiệt như vậy không? Xanh lá là Chim Sơn Mốc. Chúng tôi là những người bảo vệ trái đất, siêu nhân tia chớp. Nè, cho cha đâu? Tại sao lại bỏ tụi mình ra vậy? Bạn không biết siêu nhân tia chớp là những người bảo vệ cho công lý hả? Đó chính là lý do tụi mình cần phải làm. Hai bạn thấy có đúng không? Đúng, bạn nói rất đúng. Ha, chỉ cần nhìn cách các bạn hành động là đủ hiểu rồi. Làm gì vậy hả? Mở trả lại đây. Các bạn có xứng đáng là những người bảo vệ cho công lý hay không? Được rồi, nghe đây cho cha đu. Nếu như bạn muốn chơi như vậy thì mình sẽ thành lập quân đoàn quái vật và tiêu diệt hết tất cả các bạn cho mà coi. Mọi người, vị trí như vậy là ổn rồi đúng không? Minji à, cúi đầu xuống một chút. Danji, giơ tay cao lên một chút nữa. Còn Sơn Móc, hãy ngầu hơn một chút đi. Bạn sẽ phải trả giá đó cho cha đu. Và bây giờ sẽ bắt đầu lớp huấn luyện giới môn chạy vượt chướng ngại vật. Hãy chạy theo đúng nhịp mới được. Nhớ số thứ tự của mình. Nhanh hơn nữa đi. Hay sai bét rồi. Các bạn phải làm giống như mình thì mới đúng. Chạy nhanh vậy. Và tiếp theo là môn leo bằng dây. Cứu mình với, cứu mình với. Lan đi ạ, đừng treo ở đó như vậy nữa. Tiếp tục trèo lên đi. Môn kế tiếp, để có thể bắn chùm tia chớp, các bạn phải tập trung sức mạnh vào hai tay. Đây, bài tập nắm đấm. Tia chớp hai quả. Nói cho mình biết đi, siêu nhân vàng à, bạn đang làm cái gì vậy hả? Làm sao có thể phá nó bây giờ? Được rồi, hãy đi tới địa điểm tiếp theo. Đúng rồi đó, di chuyển nhanh hơn. Một, hai, một, hai. Dạ thưa mẹ, con về nhà rồi. Chào con, cha đu ớ. Nè, cha đu à, con lại đánh nhau với ai nữa hả? Dạ thưa ba, không có. Vậy con làm gì? Dạ con đã huấn luyện cho bạn bè của con. Nhưng con đâu phải là lính đâu. Tại sao học sinh tiểu học lại cần huấn luyện? Vì tụi con là những người bảo vệ trái đất, siêu nhân tia chớp. Bộ ba không biết hả? Cha đu à, bộ con không cảm thấy ngượng khi làm như vậy hay sao? Gì đâu mà ngượng. Thiệt là hết nói nổi. Con có muốn giày thể thao mới hay không? Bà sẽ mua cho con một đôi. Thiệt hả ba? Nhưng với một điều kiện, bà chỉ mua nếu như ngày mai con về nhà mà không có một rắc rối nào hết. Ba ơi ba, ba nói thiệt có đúng không? Thật chứ, con có hứa với ba hay không? Tất nhiên là con hứa rồi. Yahoo! Minji à, xin chào bạn. Xin chào, cha đưa à. Nè, cha đưa à, chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Sao hả? Siêu
nhân tia chớp đối với mình chẳng là cái gì hết đó. Anh ông ấy bỏ mình ra đi. Làm ơn cứu mình với. Đây nè, đôi giày thể thao mới như ba đã hứa. Hãy tha lỗi cho mình nha các bạn. Làm ngơ đi, như vậy thì mình sẽ có đôi giày thể thao mới. Mau dừng lại đi, tại sao bạn lại làm như vậy chứ? Tục lắm, bắt được rồi. Nè, các bạn đang làm gì vậy hả? Được lắm, bạn có ngon thì tới đây chơi với mình nè. À, thật ra thì mình chỉ muốn nói là tất cả chúng ta hãy nên cư xử tốt với nhau thì hay hơn. Mình nói như vậy có đúng không? Chà, đúng à. Kỳ quá à, mình đi thôi. Nè, Chadu à, có chuyện gì không ổn sao? Minchi à, cho mình xin lỗi. Lần sau mình sẽ trả thù cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập trận kỵ binh giả cho tuần tới. Trong ngày hội thể thao. Đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ được tham dự trận đấu ngày hội thể thao. Vì vậy các em hãy cố gắng. Đây là quân đoàn Godzilla. Chỉ được vậy thôi sao? Hãy đến đây đi, Anh cha đu à. Chúng ta là siêu nhân tia chớp mà. Hãy nhìn cô nàng nắm lùn đang lo sợ kìa. Cái gì chứ? Bạn nói cái gì hả? Đồ mập thù lù kia. Cha đu là hoa hậu nắm lùn, là hoa hậu nắm lùn. Nè đừng nhúc nhích nữa mà. Bạn không để cho mình là một cô gái hiền lành có đúng không? Được thôi, bạn sẽ phải trả giá cho điều này. Màu xanh dương, màu xanh lá, màu vàng. Cơ. Sao các người lại dám tới trái đất khi đội siêu nhân tia chớp đang có mặt ở đây? Vậy thì các người sẽ phải hối hận. Hai, siêu nhân tia chớp đoàn kết lại. Cái gì vậy? Siêu nhân tia chớp tiến lên tiêu diệt quái vật. Người nói cái gì chứ? Yeah. Ta nhất định sẽ đạt lấy khăn cột đầu của ngươi. Ngươi hãy nằm mơ đi. Đã lấy được rồi. Làm sao hết, tuy con là một đứa con gái nhưng mà con không hề yếu đuối như người khác, có đúng không hả bác sĩ? Phải, con gái của bà thật sự rất khỏe, rất khỏe. Cảm ơn bác sĩ, thật mừng là con gái của tôi không bị sao hết. Nhưng đây là ai vậy? Dạ thưa cô, con là Đôn Đôn đây. Ôi trời ơi, xin lỗi con nha con. Oh.
줄 거야.